Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Ở video ngày hôm nay mình review lại cho các bạn một cái app mà đào cái đồng MG liên tảng ở NFT Thì app này mình check mấy ngày nay thấy nó quá là hot Thì mình sẽ view lại cho các bạn Trước tiên mà các bạn lần đầu biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình và các bạn bấm vào cái quả chuông này nhé Các bạn chọn là tất cả cái thông báo của mình nhé Thì khi mà có một cái sự kiện iso hay là một cái sự kiện gì mà mình cần phải là update để mà cập nhật lại cho các bạn cái thông tin mới của nó thì các bạn đều nắm bắt được để các bạn xem nhé ngày các bạn đi làm thì có thể buổi tối về các bạn vẫn biết để các bạn xem lại để biết là cái thông tin dự án này nó cập nhật như thế nào nhé đây thì mình sẽ view cho các bạn ở cái trang Twitter trước này tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký lại nhé đây là cái một cái dự án là mình đào đào cái đồng MOG đây là cái đồng này mình sẽ đào ở trên cái con app mà nó vừa ra mắt cái thì nó phát hành trên cả iOS cũng như là Android nên những bạn mà đang dùng iPhone thì hoàn toàn là tham gia để đào miễn phí được nhé ở cái thời gian đầu tốc độ khá là cao ở cái nền tảng nó là mình theo dõi thì nó khá hay đấy chủ yếu nó về cái nền tảng game ở đây thì các bạn có thể check cái map này mình có thể check cho các bạn này ở đây thì mình check cái map cho các bạn xem nhé thì cái trang web này các bạn lấy luôn từ cái app ấy các bạn chia sẻ cái đường link chỗ cái app ấy vào Zalo Facebook rồi các bạn kích lại vào cái đường link đấy thì ra cái trang này các bạn check map nhé. ở đây thì mình sẽ check qua về cái map của nó thì chủ yếu là cái nền tảng game mà sẽ ra mắt nhé. đây là nền tảng game này thì sự kiện này khá là hot nhé. cái này là app của Việt Nam nhưng mà mới ra mắt thôi được tất cả các bạn bè thế giới đặc biệt các nước phương Tây tham gia cũng khá là nhiều. đây là cái đội ngũ mình kéo cho các bạn xem này. đội ngũ team nhé. đó thì đây là toàn bộ những cái đội ngũ team này. các bạn có thể vào đây để các bạn xem cái nền tảng game nhé các bạn vào cái cái bên trên này cái đặc tính này đây, đặc tính các bạn vào và nhìn này Đó, thì đây là cái nền tảng game nội trình ấy nhé 2021 đến 2022 nhé đây là một cái dự án khá là tốt của Việt Nam nhé Đó, và đây là cái mô phỏng về cái game đấy và hiện tại thì bây giờ là mình đào là đang đào đào cái đồng MOG thì nó là cái thời kỳ bắt đầu phát hành app để cho mình đào khai thác cái đồng token này ở đây thì các bạn vào cái nhà này thì các bạn kéo xem có cả cái video hướng dẫn, dẫn về cái game này nhé. À, thì đây là cái video này. rồi các bạn có thể vào cái biểu tượng bên trên chỗ một giấy trắng này các bạn có thể đọc được nhé cái nền tảng game này đây là một số cái mục tiêu phát triển này. ở trên trang tiktok này họ cũng mô phỏng đấy hết các bạn nhé, trang tiktok này họ mô phỏng hết này đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký nhé vì có những bạn mà chưa xem cái video trước thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn đăng ký nhé các bạn có thể vào chỗ này này ở trên trang tích tờ này. các bạn vào đây các bạn cũng có thể xem được nhé các bạn có thể vào các bạn xem lộ trình này, đội ngũ này đối tác và giấy trắng nhé trước tiên thì mình hướng dẫn lại cho các bạn cách đăng ký vì một số bạn chưa được xem cái video trước của mình nhé thì mình sẽ dùng điện thoại để hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhé ở đây mình đang dùng trên iOS mình hướng dẫn cho các bạn Còn bạn nào dùng Android các bạn truy cập vào cái CH Play nhé Các bạn chỉ cần ghi chữ là MOG Network Work là Cả trên Android cũng như là trên iOS thì nó đều hiện ra cái app này Các bạn phải cái đúng app này Và để mà đỡ nhầm thì mình sẽ để cái đường link cho các bạn tải Ở phần mà bình luận video mình có ghi Mình cho các bạn đấy các bạn tải trên cả iOS cũng như là Android nhé Các bạn lưu ý cho mình một điều nếu đối với iOS thì các bạn kích vào nút tải này Ở trên iOS đời cao ấy thì nó sẽ có một cái yêu cầu các bạn là phải xác thực cho nó cài ấy, là các bạn cần phải bấm vào cái nút nguồn đấy cái nút nguồn nhé các bạn bấm đúp hai lần cho cài của mình thì mình cài một lần trước rồi nên là nó không yêu cầu xác thực còn đối với những cái iOS đời thấp thì nó không yêu cầu vậy từ iPhone 12 đổ lên là nó yêu cầu hoặc là iOS 15 đổ lên là các bạn phải xác thực bằng cái nút nguồn hai lần nhé ở đây thì mình sẽ mở lên nhé Các bạn cứ cho phép nó thông báo hết để mình còn biết là nó thông báo cho mình cái gì nhá. Mình cứ cho phép này. Cái này thì các bạn phải nghe kỹ mình nói này. Ở đây thì mình cũng đã test về các kiểu đăng ký rồi và cái hay nhất vẫn là cái SAP free này. Còn cái mà đăng ký bằng cái tài khoản Facebook này nó hay bị hack này. Cái đăng ký bằng Google thì nó rất là nhanh cũng như là nó cũng an toàn cho mình nhưng mỗi cái là nó không cho mình được cái ưu như mong muốn. Thì mình sẽ dùng cái SAP free này để mình à tạo một cái tài khoản mình ghi một cái tên Usalem như mong muốn và vào trong đấy thì nó cũng cho mình là xác thực mail lên là cái vấn đề bảo mật tài khoản đều như nhau các bạn nhé thì các bạn kích vào chữ mà sắp free này ở đây thì mình sẽ tạo nó một cái Usalem nhé khi các bạn tạo xong Usalem thì các bạn click vào sign up này ở cái giao diện này mình ghi cái mật khẩu vào bên dưới mình xác minh lại cái mật khẩu bên trên và chỗ này các bạn đánh cái captcha đây Nếu bạn nào nhìn nó khó quá thì các bạn kích vào mũi tên cho nó loát lại cái captcha mới nhé Và đây mình sẽ ghi thông tin mật khẩu và mình đăng ký để cho các bạn xem nhé các bạn lưu ý cho mình là mật khẩu trên và mật khẩu dưới này đều phải có một cái ký tự đặc biệt như là thăng này hay là a còng hay là hỏi chấm nhé thì nó mới cho các bạn đăng ký bằng cái cách này nhé thì các bạn ghi trên và dưới giống nhau và các bạn đều phải có một cái ký tự đặc biệt ở vị trí giống nhau như là 123 a cộng một hai bên dưới cũng là 123 a cộng nhé và các bạn ghi cái mã xác thực này xong rồi các bạn kích cái nút này để mà mình đăng ký nhé rồi như vậy là mình đã đăng ký vào rồi đấy và mình sẽ kích cái nút này để mà mình tiếp tục chạy này nhé nó bảo mình là nét sửa đấy nhé mình kích ở đây rồi đến cái mã code này thì cái mã code thì mình sẽ để ở phần mô tả cũng như là bình luận video cho các bạn copy các bạn đánh vào đây nhé thì mình sẽ nhập một cái mã code đây mình tiếp tục rồi sau khi mà mình nhập được cái mã code vào đây rồi mình kích vào là apply này nhé các bạn kích vào apply này. Đó như vậy mình đã đăng nhập được vào rồi đấy cái điều đầu tiên là các bạn sẽ kích ở đây cho nó chạy nhé. Rồi và như vậy bắt đầu nó chạy và cứ 24 giờ thì các bạn vào đây để các bạn à, bấm đào một lần nhé. Cái đầu tiên là cái này là cái dòng mà các bạn có thể copy cái link này để các bạn mời bạn bè nhé. Cái hộp quà này thì nó vẫn chưa sử dụng được này. Các bạn mở cái hộp quà thì bảo mình đang chờ cái sự kiện nhé. Ở đây là những cái mạng xã hội nếu các bạn join vào các bạn theo dõi nhé. Các bạn vào cái biểu tượng bên trên có hình game này các bạn mở lên này. Thì các bạn vào cái phần mà bên dưới là My Profile này nhé. Các bạn mở lên nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái UCL mình chính là cái nút ban đầu mình tạo. Mình bảo các bạn là đăng ký đấy nhé. Là cái nó nằm đây. Và cái mail các bạn cần phải verify mail này. Cái phần này chính là cái mã mà các bạn mời bạn bè nhé. À, copy đây các bạn sao chép mã này đó sao chép như này các bạn mang mời bạn bè nhá Ở đây mình cần phải verify cái mail này nhá các bạn sẽ ghi cái mail ở đây nhá rồi các bạn gửi nó yêu cầu để mình lấy cái code để verify nhá rồi sau khi mà các bạn ghi xong mail ở đây thì các bạn kích vào chữ mà send code để mà người ta gửi cho mình cái code nhá Giờ mình cần phải mở cái mail lên thì mình lấy cái code mình nhập vào đây nhé. Đó như vậy mình đã nhận được cái code đây, cái cốt đây các bạn nhé. Cái này mình cần phải sao chép này xong mình quay lại cái con app này nhé. Mình sẽ dán cái code vào đây nhé. Ở đây nó không cho dán đâu, mình phải nhập bằng tay rồi. À, 1, 1, 2, 1, 4, 3, 2. 1, 2, 1, 4, rồi như vậy thì cái mail của mình đã được xác nhận nhé Ở Khi mà các bạn mà nhập xong mail này rồi thì cái chữ mà đổi bắt ruột này nó mới nổi lên các bạn thể thay đổi bắt được nhé Và đây chính là cái mã mời các bạn nhé Ở đây thì cái hộp quà này thì nó chưa mở đâu các bạn nhé nó Chờ sự kiện cái hộp quà này Các bạn có thể vào những cái trang mạng xã hội các bạn follow nhé và các bạn vào cái biểu tượng hình mình này, các bạn có thể đổi cái tên trong này cũng được, cái phần mà My Profile các bạn kích vào chỗ mà nick lên này. Các bạn kích một lần thì không mở đâu các bạn kích đúp giữ lì tay này nhá. Kích đúp mấy lần này nó sẽ mở ra nhá. Đó. Ví dụ mình có ghi tên đây được này. Đó mình ghi tên ở đây nhá. Nhưng mình mình chỉ ghi demo thôi còn mình cũng chưa chưa cần đổi tên đây đâu vì để mình xem cái thông tin đổi tên đây nó là tên là tên nickname rồi nhưng mình cũng chưa rõ là là sau này có liên quan gì đến vấn đề mà sửa cái C0 như mình nghĩ nó cũng chỉ là một cái nickname thôi nên mình cũng chưa nhất thiết ở đổi đây đâu. Chuyển qua là mình view cho các bạn biết là nó sẽ cho mình ghi ở đây Đó thì các bạn có thể bỏ trống này đi Chờ ít nữa để xem cái cập nhật bản mới Xem là họ yêu cầu cái tên ở đây có quan trọng không này Còn đây là cái ảnh Các bạn thể up cái ảnh của các bạn lên được nhé Và đây là mã mời các bạn nhé Các bạn có thể vào chỗ Messenger này Các bạn vào đây các bạn chat tin lúc này nhé Nếu các bạn doi vào thì các bạn có thể vào đây các bạn chat tin nhé ở phần chat team này mình vào nó đang nỗi một chút để lúc khác mình vào lại này thì các bạn có thể vào chỗ Messenger bạn chat team nhé. Cái phần team này các bạn có thể vào đây để các bạn ping nhé, các bạn mở cái chỗ lên được các bạn ping này. Các bạn kích ở đây là ping những thành viên mà đang apply, các đó các bạn ping nhé. Và các bạn vào cái biểu tượng này để các bạn xem cái lịch sử của các quốc gia này. Đây ở bên này là Việt Nam nhé, các bạn nhìn thấy Việt Nam này. Ở đây là thống kê những người mà hạng cao Việt Nam này. Việt Nam thì nó thống kê là một 100 người các bạn nhé, 100 người này. Còn cái phần mà các bạn sang bên mà world buy này, này, là cái phần mà thống kê của thế giới nhé Đây những cái lá cờ mà Màu này, là, là của thế giới này Còn Việt Nam mình sẽ là cái màu cờ Đỏ có ngôi sao đấy Thì các bạn vào các bạn xem các bạn check nhé Thì cũng có rất nhiều các quốc gia khác tham gia nhé Đó đây các bạn nhìn thấy rất nhiều các lá cờ Từ top 1 đến top 100 mình nhé Họ tham gia ở các quốc gia khác là tham gia khá là nhiều đấy thì đây cũng là một dự án khá tốt của dự án Việt Nam đấy và cái nền tảng sẽ là NFT thì cái cơ hội mình tham gia là mình đào cũng là hoàn toàn là miễn phí ở cái thời gian đầu này còn sau này thì đông số lượng người mà đào đông cũng có thể là sẽ giảm cái tốc độ của mình xuống đáng kể đấy nhá nên là các bạn tham gia càng sớm thì càng tốt nhá ở đây thì mình tặng cái mã thẻ cào mạng Viettel 10k cho bạn nào mà xem video may mắn nhất thì các bạn nạp được các bạn comment những bạn còn xem sau ấy, không mất công để nhập lại cái mã nữa nhé Và giờ mình quay lại video nhé Và như vậy mình đã hướng dẫn lại cho các bạn cách để các bạn đăng ký cái app Morg Let's Go Để các bạn tham gia đào cái đồng morg token hoàn toàn miễn phí trên cả iOS cũng như là Android Đây nó là một cái cơ hội mình tham gia đào cái đồng morg hoàn toàn miễn phí Còn ít nữa mà khi mà nó đã đạt được cái số lượng cũng như là mà sang một cái giai đoạn mà nó phát hành game này thì lúc đấy thì mình lại không có một cái cơ hội để mà tham gia kiếm nữa nhé nên là bạn nào mà tham gia thì mình tham gia lúc này nó còn sớm thì mình đạt được cái tốc độ nó cao hơn nhé nó hoàn toàn miễn phí và các bạn đừng quên đăng ký kênh mình và các bạn bấm vào cái quả chuông các bạn chọn nên là nhận tất cả cái video thông báo mới nhất của mình nhé kênh chuyên về chia sẻ kiếm tiền miễn phí cũng như là thường xuyên update cho các bạn tất cả các sự kiện của những ai hay là những cái dự án nào mà cần có những thông tin mới là mình sẽ đều update lên thì các bạn chọn vào cái quả chuông các bạn đều nhận được các thông báo mới nhé video mình sẽ kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi